Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp tục các bạn phần 1.5, phần 5 trong chương 1 với cách sử dụng các nhóm công cụ tạo hình cơ bản trong hộp Toolbox. Nhóm công cụ tạo hình cơ bản của chúng ta khi click vào biểu tượng Rectangle Tool trong hộp Toolbox đây, các bạn sẽ thấy hiện lên một loạt các công cụ ẩn bên trong. Và tôi đã nhấc ra ngoài màn hình để chúng ta tiện theo dõi. Nhóm gồm 6 công cụ cơ bản. Công cụ số 1 là Rectangle Tool, phím tắt là M dùng để vẽ các hình vuông, hình chữ nhật. Công cụ số 2 Rounded Rectangle Tool dùng để vẽ các hình chữ nhật hoặc hình vuông có góc bo tròn. Công cụ số 3 là Ellipse Tool, phím tắt là L dùng để vẽ các hình tròn, hình ellipse. Công cụ số 4 là dùng để vẽ các hình đa giác, hình tam giác. Công cụ số 5 để vẽ các hình ngôi sao hoặc các hình có nhiều cạnh. Và công cụ số 6 là Flare Tool dùng để vẽ các quầng sáng. Đặc điểm chung của nhóm công cụ này đó là muốn tạo hình bằng cách chính xác thì chúng ta có thể click chuột ra ngoài màn hình. Nghĩa là chúng ta lựa chọn công cụ bất kỳ, sau đó click chuột ra ngoài màn hình sẽ hiện lên hộp thoại. Trong hộp thoại này chúng ta có thể điền thông số chính xác của hình cơ bản hay của đối tượng mà chúng ta muốn tạo. Ví dụ như tôi đang lựa chọn công cụ Rectangle Tool và tôi click ra ngoài màn hình sẽ hiện lên hộp thoại Rectangle. Và sau đó tôi có thể đánh thông số chính xác ở đây. Giả dụ như tôi muốn tạo hình kích thước là 20mm và 40mm chẳng hạn. Sau đó tôi click OK. Như vậy là tôi đã tạo được hình có một thông số chính xác theo như tôi muốn. Hoặc đối với hình chữ nhật có góc bo tròn thì chúng ta có thêm một thông số, đó là corner radius, là dùng để đánh thông số của góc bo tròn đó. Giả dụ bây giờ đối với hình chữ nhật có góc bo tròn này, tôi sẽ tạo rounder corner radius của nó là 5mm chẳng hạn. Sau đó tôi click OK. Như vậy là tôi đã tạo được một hình với thông số chuẩn mà tôi mong muốn. Đối với hình ellipse, tương tự như vậy, chúng ta click ra ngoài màn hình, chúng ta sẽ tạo được các hình có các thông số dựa trên chiều rộng và chiều dài của tổng thể của đối tượng. Tuy nhiên đối với hình, nếu như chúng ta muốn tạo hình tròn thì đặc biệt là chúng ta lưu ý nên đánh hai thông số bằng nhau, bởi vì hình tròn thì có hai đường kính bằng nhau. Ví dụ như tôi sẽ đánh là 20 và 20, tôi sẽ được một hình tròn với hai đường kính theo chiều ngang và chiều dọc, đó là 20mm. Hoặc nếu như mà tôi đánh kích thước không đều nhau thì chúng ta sẽ được một hình ellipse, giả dụ như 40mm và 20mm chẳng hạn. Tương tự với hình giác, khi tôi click ra màn hình, chúng ta sẽ có thứ nhất đó là bán kính của hình, sau đó là số cạnh. Giả dụ tôi sẽ đánh bán kính là 30 và số cạnh là 6, OK. Đó, như vậy chúng ta sẽ được một hình lục giác với cái thông số chính xác mà chúng ta mong muốn. Đối với hình ngôi sao, khi click ra ngoài màn hình, các bạn sẽ thấy hiện lên hai thông số bán kính. Bán kính thứ nhất đó là thông số của những điểm của góc nhọn phía trong, và thứ hai là những điểm góc nhọn nhưng mà ở bên ngoài của hình. Bây giờ tôi sẽ đánh thông số 10 và thông số bên dưới là 20 với số cạnh đó là 5. OK. Như vậy chúng ta sẽ tạo được một hình ngôi sao. Những điểm nằm bên trong này chính là cái thông dựa trên cái thông số radius 1. Những điểm nằm bên ngoài là dựa trên các thông số của radius 2. Tiếp theo với công cụ Flare Tool, chúng ta cũng có thể tạo hình bằng cách đánh thông số trong hộp tạo hình này với một số các thông số sau. Đây chính là hình tròn trung tâm hay gọi là quầng sáng trung tâm. Thì đây chính là kích thước và đường kính của nó. Chúng ta có thể thay đổi kích thước to nhỏ, ví dụ như tôi đánh có thể là 40 pang chẳng hạn. Tôi click vào preview để chúng ta thấy sự thay đổi, hình của chúng ta sẽ nhỏ hơn, hoặc là độ mờ nhòa của cái vùng trung tâm đấy. Dưới đây chính là độ sáng tối, bên dưới này là số lượng tia sáng. Chúng ta có thể cài đặt các thông số của số tia sáng ở đây. Giả dụ hiện tại mặc định của phần mềm đó là 15 tia thì tôi có thể tăng lên thành 30 chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thấy rằng số lượng tia sáng của chúng ta bên này sẽ nhiều hơn hẳn. Bên dưới này độ dài của các tia sáng và độ mờ nhòa của các tia sáng này. Tiếp theo halo là thông số về các cái hào quang tỏa ra của quầng sáng này. Chúng ta sẽ thấy nó có một số các thông số như độ mờ nhòa, thứ hai là độ phát triển của các cái hào quang đấy.
Bên dưới này là các vòng tròn, ring nghĩa là các vòng tròn phụ đi kèm đây ạ, ví dụ như những hình nhỏ nhỏ như này. Thì chúng ta có thể điều chỉnh thông số khoảng cách phát triển của những cái hình tròn đó. Chúng ta có thể thay đổi, giả dụ bây giờ tôi sẽ để với hình nhỏ, cho nên tôi sẽ để khoảng 50 point chẳng hạn. Click preview. Đây, thì các bạn sẽ thấy hình tỏa sáng, hình lóe sáng này. Kích thước của nó sẽ được thu hẹp lại, hoặc là tôi sẽ đánh 100 chẳng hạn. Chúng sẽ giãn ra. Đây, preview các bạn sẽ thấy đây. Đây chính là phần thông số của ring. Và số lượng, chúng ta có thể tăng giảm số lượng ở đây, hoặc là độ lớn, hay là góc xoay, góc nghiêng. Ví dụ bây giờ tôi sẽ xoay nghiêng một góc 90 độ, góc 0 độ chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thấy hình của chúng ta lập tức là cái sự tỏa sáng đấy sẽ xoay nghiêng ra. Sau khi lựa chọn xong thông số, tôi click vào OK. Bên cạnh đấy thì đặc điểm chung tiếp theo của nhóm công cụ này đó là đều có thể vẽ các hình tự do bằng cái thao tác click và re chuột trên bất kỳ vị trí nào của AutoCAD. Giả dụ tôi chọn công cụ Rectangular Tool, tôi đặt chuột và tôi click re chuột bất kỳ vị trí nào. Đây các bạn sẽ thấy. Đồng thời để tạo hình cân đối thì tôi có thể giữ shape, nghĩa là hình của tôi sẽ luôn luôn vuông. Ví dụ như này. Chữ nhật có góc bo tròn thì tôi cũng có thể tạo hình vuông chẳng hạn, bằng cách là tôi giữ thêm phím shift. Với hình tròn, tôi cũng có thể tạo ra hình tròn thay vì là, nếu như tôi không giữ shape thì hình chúng ta sẽ có thể là mặc định là ellipse, hoặc là tay chúng ta mà co kéo khéo thì có thể tạo được hình tròn như thế này. Còn nếu không thì tốt nhất là chúng ta giữ thêm phím shift, hình sẽ luôn luôn tròn. Với công cụ tạo hình đa giác thì chúng ta cũng click chuột kéo ra màn hình, và trong quá trình chúng ta vẽ, các bạn giữ shift, hình của chúng ta sẽ luôn luôn ở trong sự cân đối. Với hình ngôi sao cũng như vậy, nó sẽ xoay nghiêng bất kỳ, có thể do tay chúng ta giữ shift, hình sẽ luôn luôn ở trong trạng thái cân đối. Tương tự như vậy với flare tool cũng thế, cái góc tỏa sáng có thể sẽ xoay lung tung như này, nhưng nếu chúng ta giữ shift thì cái hình flare tool này cũng sẽ giữ nguyên các cái góc sáng, tỏa sáng cũng như góc xoay, nó không xoay nữa mà nó chỉ thay đổi độ lớn nhỏ theo tay của chúng ta mà thôi. Còn đối với những hình này, nếu như chúng ta muốn vẽ hình từ tâm ra thì các bạn sẽ giữ thêm phím Alt cho tôi. Bởi vì chúng ta hiểu rằng mặc định cái vị trí chúng ta đặt trỏ chuột đầu tiên ở trên AutoCAD sẽ là điểm khởi đầu như này ạ. Nhưng nếu như chúng ta muốn vẽ hình từ tâm ra thì các bạn giữ hình Alt cho tôi. Thì cái điểm mà chúng ta click chuột ra ngoài màn hình lúc ban đầu đấy sẽ là tâm của đối tượng. Ví dụ như hình tròn. Hoặc là hình như sao. Giữ Alt, giữ Shift. Đặc biệt đối với hình ngôi sao, trong quá trình giữ an thì các bạn sẽ thấy hình ngôi sao sẽ được cái góc nhọn hơn. Ví dụ như này, khi hình ngôi sao mà không giữ phím an thì góc sẽ tù hơn. Khi giữ phím an và không giữ phím an đấy ạ. Bên cạnh đấy, những hình cơ bản này sẽ có các đặc điểm riêng. Ví dụ như đối với hình chữ nhật có góc bo tròn. Khi chúng ta muốn thay đổi góc bo rộng hẹp hoặc to nhỏ thì chúng ta có thể click vào mũi tên lên để góc bo rộng hơn. Còn khi chúng ta click vào mũi tên xuống, góc bo sẽ hẹp hơn và nhọn hơn. Đây các bạn quan sát ạ. Trong quá trình tôi đang thao tác ở đây là tôi đang click mũi tên lên để góc bo to hơn, còn mũi tên xuống để góc bo nhỏ hơn. Tương tự như vậy với các hình đa giác và hình ngôi sao nhiều đỉnh, chúng ta có thể tăng giảm số lượng cạnh. Ví dụ như với hình đa giác này, tôi cũng có thể tăng thêm số cạnh bằng cách là click mũi tên lên trên bàn phím và giảm số cạnh là click mũi tên xuống trên bàn phím, và giảm đến mức tối đa là chúng ta còn hình tam giác. Khi giữ shift thì hình sẽ được tỷ lệ cân đối. Với hình ngôi sao cũng vậy, chúng ta cũng có thể vẽ các hình ngôi sao nhiều cánh hơn như thế này, bằng cách click mũi tên lên và click mũi tên xuống để giảm số lượng ngôi sao đến mức tối đa đó là còn hình tam giác. Đấy, tăng và giảm. Với công cụ vẽ cuồng sáng, trong quá trình vẽ, chúng ta giữ shift và kéo re chuột thì sẽ cố định hướng xoay của các tia.
Còn nếu như chúng ta sẽ giữ thêm phím Ctrl, nghĩa là các tia sáng sẽ giữ nguyên mà nó chỉ thay đổi cái quầng sáng bên trong mà thôi. Hoặc đồng thời chúng ta click mũi tên lên là tăng số tia sáng và click mũi tên xuống là để giảm số tia sáng. Vậy là tôi đã hướng dẫn xong các bạn phần 1.5 thao tác với các công cụ tạo hình cơ bản. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.